Xin chào các bạn đã đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Và bây giờ mình đang live stream trên nền tảng Facebook. Và lát sau đây thì mình sẽ download cái live stream này về và mình up lên kênh YouTube của mình. Xin chào anh Sơn Hồ, xin chào anh Nguyễn Đen. Và bây giờ trong video này thì mình sẽ giới thiệu cùng với các bạn và trải nghiệm một cái chiếc xe là Giant Escape Nhật bãi, được đã qua sử dụng tại Nhật và mới về cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com của bên mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổi camera để chúng ta cùng đánh giá chiếc xe này. Xin chào anh Vũ Thiên Bảo. Vâng, và như ở trong tiêu đề thì mình có nói thì đây là một chiếc Giant Escape mà size cao. Như các bạn có thể thấy thì size của chiếc xe này là 55mm, có nghĩa là 55cm ấy. 555mm là tương đương với 55cm. Size rất cao. Chiếc xe này phù hợp cho những người từ 1m75 cho 1m8 thì đi có thể phù hợp. Dòng Escape này thì đã khá là nổi tiếng rồi thì mình cũng không cần giới thiệu nhiều nữa. Thì nó rất là phổ biến và thông dụng rồi. Chỉ riêng có con này thì size nó hơi cao. Khá cao thì nó sẽ phù hợp cho những người sử dụng đạp là từ 1m75, 1m72, 1m75, 1m8 thì sẽ đi nó hợp lý hơn. Còn dưới 1m7 thì không nên sử dụng chiếc xe này. Thì nó không phù hợp với chiều cao của người đạp cho lắm. Thì về cơ bản thì chiếc Escape này đã sử dụng qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản này thì nó cũng khá là phổ biến rồi nên là mình cũng không giới thiệu nhiều. Về cơ bản thì chiếc xe vẫn được cấu tạo bằng khung hợp kim nhôm này. Hiệu là Escape R3, khung nhôm aluminium. Thì các bạn thấy thì trên thân xe có những cái tem mác chứng nhận đã qua sử dụng tại Nhật. Rồi đằng sau chiếc xe thì được trang bị líp thả 8 tầng và một bộ chuyển động hiệu SRAM. Đằng trước thì đùi đĩa là 3 tầng và gạt đĩa. Như vậy là xe có 24 tốc độ khác nhau. Xe được trang bị vành 700C. Vành 700C 2 lớp. Đũa thưa. Đũa thép. Mạ đen. Đũa thưa luôn. Mây nhôm. Nói chung là những cái vành mà thưa đũa như này thì là vành cao cấp. Lốp là quả nhỏ. Lốp nhỏ. Lốp 700C. Phanh V hiệu Techtro. Đằng trước chúng ta có tem Escape nổi lên này. Đây có những cái tem mác Nhật đấy. Đã qua sử dụng tại Nhật, hiệu Giant. Càng trước, bánh trước cũng là bánh 700C. Đũa thưa. Lốp Swarovski. Logo đằng trước khung. Xe được trang bị tay bấm xả 3x8 tốc độ. Hiệu Shimano. Cồn bát Ford là hiệu FSA. Đây là một cái hiệu mà khá là tốt. Hiệu cồn bát khá là tốt. Mà rất phổ biến, rất tốt này. Tay cầm nguyên bản. Thì xe này là nước sơn là nguyên bản màu trắng, có hơi xước một chút ở giống trên khung. Nước sơn nguyên bản luôn. Ở shop mình để thì tất cả những cái xe về thì chú shop cho mình để nước sơn nguyên bản, không có sơn tút lại nên là nước sơn rất là cứng. Giá của chiếc xe này là 6 triệu đồng. Nếu mà quý vị quan tâm đến chiếc xe thì hãy nhắn qua Zalo cho mình theo số điện thoại 0975709943. Số điện thoại Zalo. Và mình sẽ tư vấn cho quý vị những cái phụ kiện đi kèm và chế độ bảo hành khi mà quý vị mua xe tại cửa hàng.
Quý vị hãy liên hệ vào số điện thoại Zalo, số Zalo 0975 709 943. Chỉ một số điện thoại duy nhất. Giá của chiếc xe là 6 triệu đồng. Size của chiếc xe là size 55, phù hợp cho những người cao trên 1m7 cho đến 1m8. Không phù hợp cho những người cao dưới 1m7. Vâng, xin chào anh Lê Ngọc, xin chào anh Thanh Nguyễn. Và đối với những cái quý khách tỉnh xa mà muốn đi mua xe thì chế độ là quý khách hãy liên hệ. Một là có thể đặt cọc tiền cước xe từ 3 cho đến 500 nghìn. Và bên cửa hàng là tiến hành gửi xe theo nhà xe khách và xe khách sẽ giao xe và thu lốt tiền cho của quý khách. Và với những cái khách mà ở nội thành Hải Phòng hoặc là chuyển khoản trước thì hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết những cái cách vận chuyển và cách mua hàng cho những quý khách tỉnh xa. Ngoài ra thì ngoài chiếc xe này thì cửa hàng chúng tôi bây giờ hiện tại về còn rất là nhiều những cái chiếc xe khác. Mời quý vị đón xem ở những cái video lần sau. Mình sẽ làm những cái video ngay sau đây và quý vị hãy ấn chế độ xem trước, kết bạn với xe đạp Hải Phòng ở trên Facebook và ấn đăng ký kênh ở trên YouTube và ấn chế độ xem trước. Vâng, và bây giờ thì hiện tại em đã tiến hành đánh giá xong cái chiếc xe đạp Giant Escape đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản và size cao phù hợp với những người cao trên 1m7. Và hiện bây giờ em xin kết thúc live stream tại đây. Hẹn gặp lại các bạn và các quý khách trong những cái video tiếp theo. Xin chào anh Lê Ngọc, xin chào anh Công Hiếu Mai. Vâng, hẹn gặp lại các anh trong những video gần đây nhất. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người.